thưa quý vị, hôm nay đã là ngày cuối cùng của chiến dịch cấp căn cước công dân cho người dân trên toàn địa bàn thành phố. Gần như tất cả những người dân thường trú trên địa bàn Đà Nẵng đã được công an thành phố và công an các đơn vị địa phương thực hiện cấp căn cước đầy đủ. Con số hơn 95% đã nói lên những nỗ lực không ngừng trong suốt thời gian qua của lực lượng công an. Câu chuyện của công an quận Hải Châu không quản ngại khó khăn, chủ động đến tận nơi tạo điều kiện thuận tiện nhất cho bà con đau yếu, bệnh tật được hoàn tất thủ tục làm căn cước công dân tại nhà đã để lại những ấn tượng tốt đẹp về người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Những ngày cuối tháng 6, thời tiết Đà Nẵng luôn trong tình trạng nắng nóng đỉnh điểm. Ấy vậy mà những chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an quận Hải Châu vẫn cần mẫn đến từng nhà người dân già yếu, bệnh tật, không có khả năng đi lại để làm căn cước công dân. Trải qua hai lần đột quỵ, hơn 10 năm nay, sức khỏe của bà Trần Thị Hoàng Yến, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, đã giảm sút đi rất nhiều. Được chứng kiến sự tỉ mỉ, ân cần của những chiến sĩ công an quận, gia đình bà Yến đã không khỏi xúc động. Gia đình tự nhiên có một cái gì đó rất là xúc động. Cảm ơn anh em để phục vụ rất là tận tình. Tôi nghĩ là anh em đi thế này thì cũng sẽ vất vả. Nhưng mà thái độ, tình cảm và trách nhiệm của anh em đối với người bệnh, người khó khăn như thế này là gia đình rất cảm ơn. Hơn 70 năm tuổi đảng, sức khỏe của cụ ông Lê Quang Hà ở phường Hòa Thuận Đông cũng không còn được như xưa. Khả năng đi lại khó khăn. Bằng tinh thần và trách nhiệm của mình, công an quận Hải Châu cũng đã đến tận nơi thăm hỏi, hỗ trợ gia đình hết mình để làm căn cước cho ông. Không chỉ giúp đỡ, các chiến sĩ còn ra sức động viên để ông Hà có được sự thoải mái, vui vẻ và chụp được tấm hình căn cước ưng ý nhất. Quá tuyệt vời. Nếu mà mình triển khai hết được cho những người mà không đi lại được trong cái thành phố này mà công an mình đã làm được thì quá là tốt. Và được như vậy thì đúng là mọi người đều là hoan nghênh hết ạ. Hiện tại, công an quận Hải Châu đã triển khai việc làm căn cước công dân tại nhà cho hàng chục người dân có hoàn cảnh khó khăn, không thể đi lại được trên địa bàn. Đặc biệt, công tác này được tuổi trẻ công an quận Hải Châu hưởng ứng và tình nguyện tham gia rất nhiệt tình. Thời gian đến thì chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên xuống tại nhà, nhận hồ sơ đối với những trường hợp là những người già yếu, những người không có khả năng đi lại, thì chúng tôi sẽ tập trung vào những đối tượng này để tiếp nhận hồ sơ, đảm bảo là trên địa bàn quận Hải Châu là 100% người dân được cấp căn cước đúng thời gian. Đến tận nơi ở, gặp từng người dân, hình ảnh những chiến sĩ công an hỗ trợ làm căn cước công dân ở khu dân cư, tổ dân phố của quận Hải Châu giờ đây đã quá quen thuộc. Với họ, được giúp đỡ nhân dân hết mình trong chiến dịch cấp căn cước công dân đã là niềm hạnh phúc vô giá.